Chấn động, hai lãnh đạo Yên Bái bị bắn chết ngay tại trụ sở tỉnh ủy. Vào lúc 7 giờ sáng nay, ngày 18 tháng 8 năm 2016, hai lãnh đạo cao cấp của Yên Bái là ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái đã bị bắn chết ngay tại trụ sở tỉnh ủy. Nguồn tin ban đầu cho biết, vụ thanh trừng đẫm máu xảy ra ngay trước thời điểm khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân của tỉnh này. Nghi phạm nổ súng được xác định là ông Đỗ Cường Minh, hiện đang giữ chức chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái. Vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, ông Đỗ Cường Minh đã mang súng xông vào trụ sở tỉnh ủy Yên Bái, rồi lần lượt nổ hàng loạt phát súng bắn chết ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái. Sau khi gây án, ông Đỗ Cường Minh đã tự sát ngay sau đó. Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường bị bắn vào đầu, còn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn thủng tim và phổi. Cả ba người đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nhưng tất cả đều đã chết. Tình trạng an ninh nhanh chóng được thắt chặt xung quanh bệnh viện và trụ sở tỉnh ủy. Cuộc họp cũng đã bị hủy bỏ. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc lên Yên Bái để trực tiếp giải quyết vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Ban đầu, báo chí Việt Nam được chỉ đạo không đăng tin về vụ việc. Bản tin ngắn trên báo Pháp Luật Plus là nơi đầu tiên đưa tin đã nhanh chóng bị gỡ xuống sau ít phút. Thậm chí, các trang Facebook có nhiều lượng theo dõi như Cộng đồng Tây Bắc, Yên Bái 24 giờ cũng đã phải xóa tin và hình. Tuy nhiên, do đây là một vụ án chấn động dư luận Yên Bái, nên thông tin vụ việc đã nhanh chóng được loan tải tràn ngập trên các mạng xã hội. Đến trưa cùng ngày, biết không thể che giấu thông tin, ban tuyên giáo đã buộc lòng phải để cho báo chí đưa tin vụ việc. Có thể nói đây là cuộc thanh trừng nội bộ lộ liễu và đẫm máu nhất trong suốt thời gian qua, xảy ra sau thời điểm cuộc chiến quyền lực đã bắt đầu khởi động sau chiến thắng của phe nhóm Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đảng lần thứ 12. Thông tin họp báo. Theo tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, vào chiều ngày 18 tháng 8, tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp báo về vụ trọng án vừa xảy ra tại trụ sở tỉnh ủy. Chủ trì cuộc họp báo là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh và ông Hà Đức Hoan, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại cuộc họp báo, thông tin vụ nổ súng được cung cấp cụ thể như sau. Vào khoảng hơn 7 giờ sáng, ông Đỗ Minh Cường, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đến phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, dùng súng ngắn bắn ông Phạm Duy Cường. Sau đó, ông Đỗ Cường Minh tiếp tục di chuyển 150m sang phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, dùng súng bắn vào ông Ngô Ngọc Tuấn. Sau khi bắn hai ông Cường và Tuấn, ông Đỗ Cường Minh dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn. Cả ba người sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng tất cả đều đã chết. Sau khi hai lãnh đạo Yên Bái chết, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã họp cử ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Yên Bái phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ. Ông Triệu Tiến Thịnh, Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phụ trách hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đỗ Cường Minh là ai? Theo ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn chưa hoàn tất. Theo báo cáo của cơ quan Công an tỉnh, khẩu súng mà ông Đỗ Cường Minh sử dụng là loại K59 vũ khí quân dụng. Đây là loại vũ khí do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cấp cho Chi cục Kiểm lâm. Khẩu súng được cấp cho ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. Theo Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, khi đối tượng từ phòng đồng chí Cường tới phòng đồng chí Tuấn, các cán bộ ở ban tổ chức tỉnh ủy gần đó còn chào hỏi nhau. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, ông Đỗ Cường Minh là con rể của một lãnh đạo cũ của tỉnh Yên Bái. Vợ ông Đỗ Cường Minh cũng là thành viên ban chấp hành tỉnh ủy. Đến nay, cơ quan điều tra chưa xác định được nguyên nhân động cơ gây án. Hiện các lực lượng đang khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Đỗ Cường Minh, chưa phát hiện ra lời trăn trối hay thư tuyệt mệnh của nghi phạm. Ông Đỗ Cường Minh, 53 tuổi, trưởng thành trong lực lượng kiểm lâm, nhiều năm giữ chức phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2014,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái bổ nhiệm ông Minh làm chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái, thay ông Nguyễn Quang Vinh đã nghỉ hưu. Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, trong lễ nhậm chức, ông Đỗ Cường Minh hứa với lãnh đạo tỉnh Yên Bái sẽ mang hết sức mình cùng lực lượng kiểm lâm, sát cánh với các cấp chính quyền, nhân dân và dân tộc tỉnh Yên Bái và các ngành có liên quan để bảo vệ tốt 414.565 hecta rừng, trong đó có 236.837 rừng tự nhiên, 177.727 hecta rừng trồng. Sau khi nhậm chức vào tháng 11 năm 2014, trả lời truyền hình Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh cho biết lực lượng kiểm lâm Yên Bái còn mỏng so với yêu cầu. Tiếp đó, nhiều báo chí phản ánh rừng tại Yên Bái bị lâm tặc hoành hành trong phạm vi trải dài đến 20.000 hecta. Trả lời báo chí, ông Đỗ Cường Minh cho hay, kiểm lâm tỉnh và các cơ quan liên quan vẫn bố trí các đội túc trực trong rừng tại những vị trí trọng yếu nhằm ngăn chặn dân chặt phá rừng. Ngoài ra, còn có các lực lượng liên ngành chốt chặn tại các ngã đường. Nếu phát hiện vụ vận chuyển gỗ nào thì lập tức bắt giữ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu một phái đoàn quan chức tức tốc lên Yên Bái để trực tiếp giải quyết vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Yên Bái 6 việc chính: đảm bảo công việc bình thường, chỉ đạo công an quân sự giữ vững an ninh chính trị trên toàn địa bàn, chỉ đạo các lực lượng do Bộ Y tế tăng cường tập trung cứu chữa theo hướng còn nước còn tát, mặc dù cả nghi phạm lẫn hai quan chức đã bị bắn chết nhiều giờ trước đó. Hai kíp bác sĩ từ Hà Nội và trực thăng đã điều về Yên Bái tham gia công tác cứu chữa nhưng vô vọng. Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, việc xử lý sự việc đặc biệt nghiêm trọng này là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành tỉnh Yên Bái. Ông cũng yêu cầu tất cả các quan chức Yên Bái phải bình tĩnh, giữ vững mọi hoạt động quản lý điều hành bình thường của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh. Bộ Công an được lệnh triển khai lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, kết luận vụ án một cách cụ thể, đúng pháp luật, báo cáo cơ quan chức năng và công bố để người dân được biết. Đồng thời, các ngành công an và quốc phòng tại Yên Bái tăng cường các phương pháp nghiệp vụ, tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lý giải nguyên nhân nổ súng. Có thể nói, đây là một vụ án chính trị đặc biệt nghiêm trọng trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là liên quan đến những tranh chấp quyền lực trong nội bộ các quan chức chóp bu Cộng sản Việt Nam tỉnh Yên Bái. Vụ việc đã khiến dư luận đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau. Giả thuyết thứ nhất cho rằng, nội dung cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ súng sát hại hai quan chức cấp cao của tỉnh. Trước đó, chi cục kiểm lâm do ông Đỗ Cường Minh đứng đầu đã xảy ra hiện tượng phá rừng bừa bãi ở Yên Bái. Vụ việc có liên quan đến nhiều nhóm lợi ích chằng chịt trong tỉnh. Sau những sự kiện trên, lãnh đạo Yên Bái có chủ trương sáp nhập chi cục kiểm lâm với chi cục lâm nghiệp phát triển nông thôn. Điều này đồng nghĩa với việc ông Đỗ Cường Minh có nguy cơ bị loại khỏi chức vụ chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái. Có lẽ cho rằng bản thân mình bị vắt chanh bỏ vỏ, ông Đỗ Cường Minh trong cơn tức giận đã không kiềm chế được bản thân. Hậu quả là vụ nổ súng bắn chết hai lãnh đạo trong đường dây phá rừng tỉnh Yên Bái. Theo giả thuyết thứ hai thì tất cả chỉ là một màn kịch và nhiều người vẫn hoài nghi về sự tự sát của nghi phạm. Bởi lẽ, theo cơ quan công an tỉnh Yên Bái, tại nhà nghi phạm không hề thấy có thư tuyệt mệnh hay bất kỳ một sự chuẩn bị nào cho việc tự sát. Thậm chí trước khi nghi phạm Đỗ Cường Minh nổ súng, ông này vẫn cười nói vui vẻ với nhiều cán bộ tỉnh ủy. Một chi tiết đáng chú ý là ngay sau khi bắn chết ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy Yên Bái ngay tại phòng riêng ông này, nghi phạm Đỗ Cường Minh đã đi bộ thêm 150m để đến phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái. Theo thông báo, ông bí thư Phạm Duy Cường bị bắn đến 3 phát đạn vào người. Không lẽ cả trụ sở tỉnh ủy Yên Bái không có bất cứ cán bộ nào nghe tiếng súng nổ? Thậm chí, nghi phạm có thể dễ dàng đi bộ thêm 150m đến phòng ông Ngô Ngọc Tuấn để nổ súng lần hai. Trong suốt thời gian này, lực lượng bảo vệ lẫn ông Tuấn không có sự phòng vệ nào chăng? Nghi phạm Đỗ Cường Minh có thật sự đã nổ súng vào đầu tự sát hay một ai khác đã sát hại ông ta để tạo dựng hiện trường giả? Rõ ràng vụ án này còn rất nhiều ẩn khúc mà dư luận vẫn đang hoài nghi thắc mắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các video phân tích tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy bấm đăng ký theo dõi để nhận những video mới nhất và hãy share nếu thấy thông tin bổ ích.